Xin chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh Trần Thảo Bán Cang, Thảo Audio Bình Dân. Và tiếp tục chương trình clip ngắn hôm nay thì em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chúng ta một đôi lo đến từ thương hiệu của Mỹ, hiệu Sacrifica. Tiếp tục là hiệu Sacrifica nữa quý vị nha. Bởi vì cái dòng này nghe nhạc và karaoke rất hay nên là em cũng rất là thích bán cái dòng này. Đây là đôi Sacrifica và nó có một đèn là D2. Sacrifica thì các dòng đây lớn từ D3, D5, D7 và D9, cũng có D8 luôn, có D8 luôn đi ha. Thì cũng thường thấy nhưng mà D2 thì ít thấy đi ha. Cấu tạo Sacrifica D2 thì nó gồm một quát 2,5 tấc, quát 25 cm và một cái chép còi. Nó chỉ hai quay thôi gì ha. Cái dòng D1, D2 thì nó chỉ có hai quay thôi. Từ D3 trở lên thì mới được 3 quay. Và D8, D9 thì 4 quay. Đó. Thì trước khi vào chi tiết thì em sẽ quay cho quý vị và các bạn chúng ta xem các góc cạnh của nó trước nha. Rồi sau đó em đo kích thước thùng và em mở tiếng lo để quay cho quý vị và các bạn chúng ta xem. Đây. Đôi này về hình thức thì còn nguyên zin, thùng gỗ nguyên zin nguyên mộc luôn đi ha. Đó. Thì các góc cạnh thùng thì cũng nhìn cũng khá là ổn. Phải nói là rất là đẹp luôn. Đó. Thì tuy nhiên chỉ có một hai chỗ này nó có lâm nhâm mấy cái cạnh. Thì em cũng quay và thử gõ cho quý vị và các bạn chúng ta xem luôn, giống như cái cạnh này. Đó. Đó, do này cọ tới cọ lui thì nó có lâm nhâm chốc chốc mấy này chút chút quý vị ha. Này. Như chỗ này cũng vậy quý vị ha. Đó, chỉ có vậy thôi. Còn ngoài ra là nhìn rất là ổn nha. Rồi. Và đây là phần sơ đích của nó gì ha. Đây là phần sơ đích của nó. Mới về mình lột ra là mình quay luôn, mình không có vệ sinh nè. Chỗ này nãy mình lấy miếng giả lao mình lao miếng dầu cho nên là nó hơi màu nó hơi bóng bóng trong chỗ này thì ha. Nói chung cái này nếu mà lao kỹ lên là đẹp lắm quý vị nha. Đó. Và cái tem của nó là gì ha? Sacrifica Digital Series Mét. Chữ tùm lum tùm la luôn quý vị ha. Đó. Có chữ D2 là D2 nào gì ha? D2 nè. Đo này thì được 8 ohm nha quý vị nha. Thường thường mấy dòng Mỹ này công suất nó không có ghi công suất luôn quý vị. Nó auto watt chúng ta có thể chơi thoải mái gì ha. Đó. Cái này nó để chữ MFD.INUSA. Nghĩa gì chữ viết tắt này mình cũng chưa hiểu luôn gì ha. Đó. Nhưng mà cái dòng này là cái dòng Mỹ nồi nha quý vị nha. Mỹ nồi. Dưới đây thì mình nghĩ là số series của thùng hay gì ha. 404051. Này là 404053. Đó. Đây này chắc là gần sẽ ghi gì ha, sẽ ghi cách nhau con số hai số vậy. Và khi mà hai cái lưng nó đâu vào nhau thì phía mặt bên đây nó cũng rất là đẹp luôn vậy ha. Đó là sơ bộ cấu tạo ngoài của thùng lo. Cái cần thì vẫn là cần zin, không có bị gãy và cũng không có đóng lại luôn ha, tại vì nó còn zin và nó còn rất đẹp cho nên là mình để y gần gì luôn. Đó. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ mời quý vị và các bạn vào tiếp tục để xem nha. Rồi đây em mời quý vị và các bạn vào xem nội thất của đôi lo Sacrifica D2 này đi nha. Bass 25 mà cũ nó cũng rất là gấu vậy ha. Và đặc trưng của Sacrifica thì tất cả là sườn gan đúc, nhôm đúc gì đó. Đây bằng gan hay bằng nhôm thì mình cũng không có biết chính xác nhưng mà nó là sườn đúc đi ha. Mình thấy giống như gan đúc. Đó. Thì để em đo cái cũ bass cho quý vị và các bạn chúng ta xem đường kính ha. Đường kính của bass thì nó cũng được 12 phân vì ha. Đó là chính xác đường kính của bass vừa ra nha. Và cái dạo hậu sâu của nó thì nó cũng được 13 nè. Đó. Và trên đây thì nó có đóng cái mã số của cái cụ bass ha, 101W2. Woofer gì ha, chữ W là ký hiệu là cái bass. Đó. Đó là cái phần của cái cũ nó gì ha, cụ bass ha. Còn cụ chép thì đây. Chép còi đi ha. Bên đây nó đóng 8 ohm rồi nha và C5Q hay C5G đó là cái model của nó là gì ha. Trên đó thì cũng có một số 5651H. Trên này 5651H rồi ha. C5G, CV5G 8 ohm và cái mã số lô sản xuất của nó dưới. Đó là cái cầu chép. Và mình cho các bạn xem cầu chép nè. Đó, đồ còn đẹp sặc sỡ như vậy nè. Và nguyên zin nha. Đó, ốc hến là chưa có dấu cải mở gì hết quý vị ha. Đó, một chiếc. Chiếc bên đây cũng vậy luôn nè. Đó.
nguyên đẹp nguyên zin nha quý vị nha. Báo vị là nguyên đẹp nguyên zin luôn. Rồi thì bây giờ phần cái củ bát nay trời sáng mình quay dễ nè. Đây mình nhìn vô trong thì màn của nó thì có đóng số trên màn vậy ha, và con nhện của nó nè, nhìn rất là đẹp vậy ha. Mấy cái đỏ đỏ đó là mấy cái gân cũ nó mục nó gớt vô còn nằm đó gì ha, còn gân này thì mình đã thay gân mới ở vì phòng rất là đẹp rồi. Đó, đó mình thổi cái là mất teo cho thấy cái gì ha, đang đua bám đó, chỉ là mấy cái bụi của cái gân trước đó, một cái gớt lại thôi, còn đồ thì cắt cảm ơn zin và rất đẹp nha. Đó tới chiếc thứ hai bên đây cũng vậy gì ha. Đây nhìn vô trong nè, con nhện nó gì là đồ zin, nhìn vô nhìn thấy đã mắt vậy ha, đẹp tuyệt vời đó. Dây rốn cũng như là các cái dấu hàng ở phía chạm lò đều còn nguyên zin hết chị ha. Trong màn này cũng có đóng số đàng hoàng đó. Đây số của nó là gì, mùi trong đó ha, và nó cũng rất là nặng, mình cầm một tay mà cầm kiểu này thì nó hơi nặng đi ha. Đó. Rồi thì cái Sakuviga cái dòng đê thì thân tàng của nó rất đơn giản gì ha, chỉ có hai con trở với hai cái tụ để cản cho cái phần chép thôi. Còn bát thì nó quấn thẳng cho nên là bát rất hay gì ha, bát hay thường thường nó quấn thẳng giống như mấy cái bát dòng Zibel thì bát đó đa số là đi thẳng không đi ha, cho nên là rất dễ quánh, tiếng nó hay thì người ta mới thiết kế cho đi thẳng, còn nó rất là chịu lực vì ha. Dòng này chúng ta có thể karaoke gia đình cũng được và nghe nhạc cũng được, có nghe gì nha. Đó rồi xong cái phần nội thất của Sakuviga D2 dạ mời vì và các bạn nghe em báo giá giao lưu vì ha. Đấy chờ em gấp vô và em báo giá giao lưu vì nha. Và đây thì hồi nãy thì mình vừa rồi thì mình đã xem cái phần cấu tạo ngoài xung quanh của nó rồi, thì bây giờ em sẽ đo kích thước thùng và soi tiếng lo cho vị và các bạn chúng ta xem tiếng lo của Sakuviga D2 vị ha. Đây bắt đầu mình đo vị nha, chiều cao nó thì nó được 60 cm vị ha, chiều cao 60, chiều ngang nó thì được 35 cm một chiếc nha, chiều ngang 35 cm một chiếc, hậu sâu thì được 26 cm vị nha. Đó và cái kích thước của thùng lo Sakuviga vị ha. Và để mình đo cho các bạn xem cái đường kính bát. Đó đường kính bát gì ha, bát này đúng 25 cm luôn gì ha. Đó rồi Sakuviga D2 có đường kính bát 25 cm và cấu tạo lo thì một bát 25 một chiếc còi. Đặc trưng của Sakuviga còi nó thì xung quanh nó có đóng cái logo của Sakuviga nổi trên đó nha gì nha. Đó còn màn này đó, tuyệt vời luôn ha, và gân thai cũng rất là đẹp luôn, hai màu y như gân zin luôn. Đó. Đặt cái lô gân này nó giống gân zin quá, cho nên là mình thấy rất là thích vì ha. Tiếng nó thì cũng mềm mại y như đồ zin. Đây là một chiếc em đi nha, rất là đẹp. Và chiếc thứ hai thì cái màn nó cũng đẹp tuyệt vời nè, và gân thai cực kỳ sắc sảo, nhìn rất là vip quý vị ha. Nhìn y như đồ zin luôn quý vị. Đó. Đây, mũi của nó thì nó cũng có cái logo của Sakuviga ha. Và cái chép này thì bốn xung quanh, bốn cạnh thì nó cũng có đóng nhập nổi bốn cái logo của Sakuviga. Đó. Rồi, thì bây giờ thì nói chung là cặp lon này đẹp hoàn thiện đúng gì ha. Và xin nguyên bản toàn tập. Em cũng đã test hết tốt rồi ha. Nếu vị và các bạn nào mà có nhu cầu giao lưu đôi lon này mà muốn clip test chất âm để biết nó sống thì quý vị có thể em sẽ gửi vào quý vị và các bạn vào Zalo cái đoạn test riêng cho quý vị và các bạn nha. À, xin phép trên clip này em không test tiếng ha. Thì đến đây đôi lo này với cái tình trạng easy như vậy thì em xin báo giá giao lưu đến vị và các bạn chúng ta với giá là 5,5 triệu vị ha. Sakuviga D2 Trần Thảo Văn Khang, shop Trần Thảo Văn Khang xin báo giá giao lưu đến quý vị và các bạn chúng ta với giá là 5,5 triệu và 5,5 triệu chưa bao gồm chi phí vận chuyển nha. Nếu vị và các bạn nào muốn sở hữu để trải nghiệm chất âm của nó thì có thể liên hệ với Trần Thảo Văn Khang qua số điện thoại 0902764784 vị ha. Đó hàng thì bán có ship toàn quốc vị ha. Mấy lo Sakuviga này dạo này anh em karaoke gia đình ưa lấy chơi, cho nên là đôi khi có một số đôi mình mới vừa up lên là mình đã bán, có anh em nói ủa sao mới up lên đã bán, thì thật sự thì thấy cũng buồn cười nhưng mà mình cũng thông cảm, bởi vì thấy mới up lên mà bán thì đúng là vừa up lên có lẽ là giá mình bán cũng hơi tốt, hơi bình dân và cũng được anh em thương tình giúp đỡ, cho nên là cũng bán được mấy cái món đồ mà mới up lên bán được, và mới up lên bán được thì mình rất là mừng, bởi vì cho nên là nhiều khi anh em hỏi như nói trời trời mình bán được mình cũng chết, mà mấy anh hỏi mấy đây mà đã bán rồi hả.
Rồi thì bây giờ một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn, cảm ơn anh em đã ủng hộ shop Trần Thảo An Khang trong thời gian vừa qua. Nếu quý vị và các bạn có đang xem clip này thì vui lòng cho em xin một like trên clip vì nha. Và quý vị và các bạn nào mới xem kênh YouTube của Trần Thảo An Khang lần đầu, quý vị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Trần Thảo An Khang quý vị nha. Và quý vị đăng ký kênh để theo dõi cũng như là cập nhật thường xuyên các clip khi mà em up lên mỗi ngày. Rồi, em xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.